Thì con thấy bài hát này nó quá hay. Nó phản ánh cái thực trạng hiện nay trong xã hội chúng ta. Thì lúc còn nhỏ con thấy là sinh ra anh em hòa thuận vui vẻ với nhau. Nhưng mà khi lớn lên có vợ có chồng hay đi ra xã hội làm ăn thì bị tác động từ phía gia đình. Từ phía gia đình của bên vợ bên chồng và tác động từ phía bạn bè xã hội. Thì về nhà thì họ sẽ nảy sinh ý định tranh chấp, tranh giành với nhau về tài sản. Thì Quách Tuấn Du nghĩ rằng là chắc trong số quý vị cũng không tránh khỏi, và chính bản thân gia đình mình cũng không tránh khỏi, và còn rất là nhiều gia đình nghệ sĩ khác cũng không tránh khỏi. Nên bài hát nội dung này hôm nay con mong rằng sẽ xoa dịu phần nào và làm thức tỉnh đi những trái tim mà quý vị có những cái mục đích, mục tiêu tranh giành với nhau, để rồi gia đình mình ly tán, rồi cuộc sống mình không còn vui vẻ nữa. Thì nhạc sĩ Cao Minh Thu đã đưa bài hát này cho con để con hôm nay hát tặng cho tất cả quý vị. Và bài hát này không phải một mình con nữa, mà thì con cùng với ba học trò của con hôm nay sẽ ra hát tặng cho quý vị. Ca sĩ Trung Tính, diễn viên ca sĩ Như Mây và ca sĩ Trường Ân Bolero. Dạ. Rồi, quý vị thấy học trò con đẹp trai không? Đẹp gái không? Dạ. Bé này thì cũng lớn rồi mà vừa rồi thầy nói bé Hoàng Vân gì bự quá vậy. Không phải vì bé Hoàng Vân vừa rồi bị bệnh cho nên không có bay vào kịp, nên nhờ Như Mây, ca sĩ diễn viên Như Mây hát thế, cho nên là chưa có kịp báo thầy, mong thầy niệm tình tha thứ. Và xin cảm ơn quý vị, và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Không Phải Của Mình. Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Nhưng vai diễn không cười, để bao người nhìn thấu lòng tham. Anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu gì. Đồng tiền vô nghĩa làm mờ đi lý trí anh em. Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Những vai diễn khóc cười để bao người nhìn thấu lòng tham. Tình anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu gì. Đồng tiền vô nghĩa làm mờ đi lý trí anh em. Không phải của mình, có đau buồn trách móc cũng vậy thôi. Lúc có cho qua nhiều, để cành chiều buồn trắng bàn tay. Tình anh em máu thịt, làm sao bỏ nhau cho đành. Choàng tay anh gánh hết, gánh gia đình nỡ nâng lao đao. Tiền ơi, đồng tiền ơi, cứ lý lẽ nhân sinh chẳng thương con anh mình mà ganh ghét thêm. Một người anh mất khắp nơi đau buồn, vài người thân đó lo tranh giành anh mất vui sao. Nhưng quá ở đời hãy tin rằng đời có tâm linh, dài trả kiếp này chứng nhân buồn lặng lẽ ra đi. Lòng nghe như ức nghẹn, đừng làm đau chính anh em mình. Ngàn năm mang tiếng
anh em mà sao làm khổ nhau. Hay không bà con? Mong rằng xoa dịu được cho những người thiệt thòi và hãy thức tỉnh những người nào có những cái mục đích trong riêng tâm người. Không phải của mình, có đau buồn trách móc cũng vậy thôi. Lúc có cho quá nhiều, để cành chiều buồn trắng bàn tay. Tình anh em máu thịt, làm sao bỏ nhau cho đành. Choàng tay anh gánh hết, gánh gia đình nỡ nâng lao đao. Tiền ơi, đồng tiền ơi, cứ lý lẽ nhân sinh, chẳng thương con anh mình mà gánh ghét thêm. Một người anh mất, khắp nơi đau buồn. Vài người thân đó cứ lo tranh giành, anh mất vui sao. Nhân quả ở đời, hãy tin rằng đời có tâm linh. Dài trả kiếp này, chứng nhân buồn lặng lẽ ra đi. Lòng nghe như ức nghẹn, đừng làm đau chính anh em mình. Trời cao trông thấy, anh em mình như là người dân. Trời cao trông thấy, anh em mình như là người dân. Không phải của mình, có tranh giành cũng chẳng được đâu. Ông ba em của mình đã hỗ trợ anh trong phần trình diễn hôm nay. Dạ, quý vị thấy hay không ạ? Cái bài quá ý nghĩa ha. Bài thật sự là phải nói là nhạc sĩ đã viết xoa dịu được những người bị thiệt thòi trong gia đình và thức tỉnh cho những người có những cái mục đích, có những cái mục tiêu mà tranh giành để mà dành của riêng cho mình. Đây là một bài hát quá hay mà em, trong cuộc đời em ngại khi hát những bài hát này, nhưng em rất mạnh mẽ khi vì em biết em là một người Phật tử. Đã là Phật tử rồi thì sống không thẹn với lòng và hứa không bao giờ làm sai bất cứ điều gì hết. Dạ. Dạ, nếu có sai con sai với con ghệ thôi. Cảm ơn quý vị. Thì bài hát vừa rồi là một của nhạc sĩ Cao Minh Thu. Còn bây giờ có một bài hát tiếp nữa. Quý vị có chờ đợi không ạ? Có hồi hộp không ạ? Tại vì Quá Tuấn Dương xuất hiện lúc nào có gì, một cái gì đó nó rất là đặc biệt phải không ạ? Nhưng mà những cái này không bao giờ Du cố tình, tất cả đến với Du rất là tự nhiên. Du nói với các em á, có những việc anh biết làm điều đó nó thành công, nhưng mà anh có một cái chủ đích thì chắc chắn anh không làm. Dạ. Coi như là mình sống, mình có một cái quan điểm là không vì cái mục đích đó mà hạ thấp mình và bất chấp. Cho nên Quá Tuấn Du nghĩ rằng là ông trời cho nhiều là hưởng nhiều. Giờ còn đẹp cũng cố gắng, nhưng mà mai rồi hết đẹp, sắc đẹp chẳng ai bình đâu, tham chi để thêm u sầu. Cho nên là quyết định mọi người có chê Du xấu, Du cũng không đi sửa, giữ y vậy luôn. Nhưng mà cái này nói một mình thôi nha, chứ người khác có quyền, vì ai cũng thích đẹp mà. Nhưng mà mình có nói với bản thân mình, tại vì mình là sinh ra ở những cái vạch đích nó không có may mắn thì thôi, bây giờ mình được về là quá hơn người rồi. Cho nên cảm ơn tất cả mọi người.